đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, gồm ông Nguyễn Bá Sơn, bà Ngô Thị Kim Yến, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hòa Vang bày tỏ phấn khởi trước sự thành công và đổi mới của kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về nâng cao chế độ cho người có công với cách mạng, bất cập trong giải quyết chế độ chủ nhiệm hợp tác xã, điều chỉnh chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Về cái nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là hiện nay là cái mức chế độ là thấp quá, bởi vì một tháng mà họ lãnh có 955.000 đồng cho một tháng thì dưới cái mức nghèo thì như vậy tháng không được công bằng, bởi vì là người đó là hiện nay là hưởng đó là hiện nay là trên 30 tuổi rồi, thì với số tiền như vậy là quá thấp, cũng mang nhà nước ta nên quan tâm cho những cái thành phần đó. Thay người và hủy bỏ cái bộ sách giáo khoa tiếng Việt cái nhiều đi để biên tập bộ mới, dù có trễ nhưng mà chắc. Bây giờ như dưa hấu thì dưa hấu, chứ họ dưa đỏ là dưa gì, thấy không? Gà nhí, gà nhép, gà con, gà mẹ, gà mái, gà lớn, gà nhí, gà nhép, dùng toàn cái từ ngữ mà nhố nhang không, nó không có phù hợp. Cho nên là tôi hôm nay tôi cũng đề nghị với lại chỗ đại biểu Quốc hội á, là có một cái ý kiến là để cho bổ sung cái bộ sách khoa cho nó sớm cho học hình học. Cử tri huyện Hòa Vang cũng đề nghị Quốc hội cần tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đối với các vấn đề về tổ chức cán bộ, quyết liệt hơn nữa trong công tác chống tham nhũng, hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tránh lạm quyền, đồng thời có giải pháp đối với tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai địch họa trong thời gian qua, và cần sớm bãi bỏ những chính sách lỗi thời để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay.